cống vỡ xuống cho đó được đó. Rồi chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đến với channel của mình. Đó, nó chạy ra kìa em ơi, nó mới chạy ra đó, chạy ra nhóc chết kìa, chậm rồi. Còn nhưng mà nó cao cao nhiều lắm rồi. Ồ cái gì quộn dữ rồi, những cá bự chứ, căng lại chứ, cá bự rồi, có cá bự rồi đó, con cá gì không biết rồi đó. Ừ quân quốc liền rồi, nó giạt ra đó vậy. Rồi mà có cá khủng nha, không có cá bự đó, nãy có con đâm lên chỗ luôn, giật mạnh lắm. Ồ lên. Đóng cái đâu vô vậy, cái đâu luôn vậy ơi. Có chừng đâm nghe, nhức lắm ha. Ồ quá trời cái đâu rồi. Chỗ lên trên này, đợi cái nào chỗ lên trên này. Trời ơi, cái gì? Ơi. Cái chẹm vậy coi. Trời ơi, dính con cá chẹm ơi. Không thế nào, không thế nào, dính cái chẹm. Ôi, một con bay cái đâu luôn ha. Quá trời đã cả nhà ơi. Rất con gì kìa. Trời ơi, trời cái đâu kinh khủng luôn. Dính con cá chẹm luôn. Quá đã cả nhà ơi. Trời ơi, một bầy cái nâu kẹo cái chài luôn rồi. Rồi cái nâu bự bự không à. Quá đã rồi. Vậy là bầy cái đó nó chạy hết trơn rồi. Thôi gần là chạy bầy cái nói đó đi. Bắt cái đó đi. Quá đã cái nâu. Cái nâu đều gan luôn. Ê coi chừng cá chẽm đó nha. Con cá chẽm bự kìa kìa. Quá ơi. Mấy chục con cá nâu luôn. Như đây đủ dư sức hai tháng rồi. Ừ. Tha nghe từ từ nha. Ồ cá chẽm vô nó quậy liền trời. Để hai con này. Đây là cá chẽm. Tung liền. Không chút nữa gình gình để bảy cái đó nó giạt vô lại á, chài chài liền cũng được, còn em chài chậm lắm rồi. Chứ còn nãy chậm nó bày cá đối nó ra hết rồi. Ồ quá trời dính bày cá nâu luôn, đều gan luôn. Mấy cá nhỏ mình thả lại cả nhà. Ồ có cá nâu bự kìa trắng. Cá nó mới bự đó. Ồ nó bự kìa. Ồ để một cái dài quá trời cá nâu. Thả đi nhỏ nhỏ thả lại, bắt chứ bắt cá bự đang được rồi. Được cá đối, cá đối cái cá gì vậy, giống cái cá đó vậy, cá nâu đó em ơi, cá đối ủ nu à. Rồi vô một đống cá nâu gom lại đây nè. Bạn lắm đó nghe em, cẩn thận nha, cá nó được ký không, nó nặng phải không. Cái màng, cọt cho cái màng á, để cái hành ngành bé lắm đó. Rồi, bỏ vô xô đi. Cá đó hồi chiên á, chiên tươi đi. Chiên tươi, cuốn bánh tráng như mấy nhỏ ăn. Mấy chục con chứ tỉ được mười mấy con cá nâu á. Cá nó nhỏ nè, ừ, bắn được á, con có trắng bắn được á. Ồ con nó bự à. To đùng luôn. Ừ. Được hai cá đối. Cá đối khó ấy nó lắm chị. Ờ cho một chài một xô luôn, đóng cái đâu cả nhà ơi.
ý là mình lựa mấy con bự nha cả nhà, mấy con nhỏ mình thả lại cho nó lớn rồi đó, được con cá chẽm, hai con cá đối luôn, quá trời cá nâu, một chài một tiễn được cá bự không. Đây giờ mình làm cá mình ăn cơm thôi. Con cá chẽm này mình chiên tươi cả nhà ơi. Chiên tươi thôi. Chiên tươi á, đánh dậy chiên tươi. Cái nâu mình làm nó canh chua nha, với này món gì đó. Còn ngon không cả nhà ơi, một chài một thì vô đây cá nè. Toàn cá ngon không luôn. Đây cá nâu nó canh chua nha cả nhà. Sắp xong rồi nè. Cá nâu hấp nè, cá này canh chua khóm nè, cá này mình nấu canh chua không muốn. Mình làm nước mắm chấm cá hấp nha cả nhà, quá trời ngon, ăn như rau sống nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha, mình dùng thôi cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Không biết có chỗ